Rồi mình bắt đầu buổi học nha các bạn. Hôm trước thì mình dừng lại ở cái phần bài tập bên lớp số 7, thì hôm nay mình hoàn thiện cho xong phần lớp 7 rồi mình sẽ sang lớp 8. Cái phần mà mình đang dừng lại ở phía trước đó là mình đang thực hiện tiến hành cái dạng query của mình. Thì cái dạng kết quả truy vấn của mình đang dần theo tính chất của từng thành phần, đúng chưa? Như vậy là mình trải qua được cái việc là ví dụ như là mình sẽ thực hiện cho từng cái database của mình nó đưa vào, tức là tạo từ relay database vân vân cho đến các cái vấn đề khác đi kèm và tiến hành đi đến, tức là mình sử dụng luôn cả cái việc đó là kết nối giữa các cái bảng bằng cái phép kết theo trạng thái của inner zone on, hoặc là mình đi tiến hành mình đi đếm sử dụng các hàm kết hợp tính chất gom nhóm và điều kiện. Thì mình đang dừng lại ở cái việc đó là một cái câu đó là yêu cầu hiển thị thông tin của sinh viên theo từng mã lớp và họ tên tăng dần. Thì hôm trước á, yêu cầu đó là hiển thị thông tin của toàn thể sinh viên, như vậy thì lúc đó mình mới là gì, mình select sao from sinh viên, nếu chỉ có câu này thì tức là toàn bộ thông tin sinh viên của coi như là trong cái bảng sinh viên có cái gì là coi như mình show hết, thì tức là cái kết quả nằm phía dưới là có 9 bạn sinh viên, mỗi bạn sinh viên đều có các thông tin đi kèm. Thì bây giờ mới yêu cầu đó là tiến hành gom nhóm theo từng mã lớp với họ tên của mình đó là tăng dần. Như vậy vậy thì bây giờ nếu mà mình để như vậy á thì mình mà thực hiện theo đúng cái tính chất thì bạn lại là cho group by theo mã lớp, rồi bạn lại order by theo cái họ tên. Như vậy thì nếu mà mình gọi cái câu lệnh này mình triển khai, mình execute thì nó không có thực hiện được. Tại vì nó bảo với mình á là cái giá trị thành phần mà bạn lựa chọn trong cái mệnh đề select á không có chứa những cái giá trị bởi nằm trong cái mệnh đề clause, tức là trong cái thành phần group by là phải không có. Còn nếu như ở đây mà mọi người chỉ hiển thị thông tin của sinh viên, ví dụ như mọi người hiển thị sao cho phải có được cái mã lớp là thành phần cần group by á, cũng sẽ được liệt kê chung trong cái thành phần của cái cần mệnh đề select á. Thì tức là ví dụ như ở đây mọi người lấy cái gì, mã lớp nè, rồi ví dụ mọi người lấy mã sinh viên nè, lấy họ tên của sinh viên nè, tôi giả sử vậy đi, rồi thậm chí đó là trong cái bảng sinh viên này bạn có thể coi đó là nó có nhiều cái thông tin thành phần bên trong. Ví dụ như là mã họ tên, rồi mã lớp, rồi giới tính, ngày sinh, địa chỉ. Tức là thay vì bây giờ là luôn luôn cứ phải gõ dấu sao, thì tại vì câu lệnh ở đây nó đang bắt mình á, là phải có cái thành phần nằm ở cái mệnh đề của group by á, thì nó mới có thể group được. Cho nên là bây giờ tôi để mã lớp nè, mã sinh viên, họ tên, rồi ví dụ như là cái gì, ngày sinh nữa đúng không, rồi thông tin cột gì nữa, có giới tính, có địa chỉ. Như vậy tôi lấy hết, nhưng mà thay vì mình để dấu sao thì nó bắt lỗi, thì bây giờ là mình phải tự liệt kê ra. Thì bây giờ mọi người coi, nếu mà tôi để như vậy đồng thời tôi sẽ sắp tăng dần thì mệnh đề group by sẽ được để trước mệnh đề order by, phải chưa? Group by mã lớp, order by họ tên thì tôi để sắp tôi tăng dần, thì để cơ chế mặc định tức là AC. Như vậy thì khi tôi SQL nè, nó vẫn báo nó là lỗi. Như vậy nó nói là cái giá trị này không có chứa được cái giá trị trong cái thành phần, không có chứa thành phần trong mệnh đề clause. Như vậy bây giờ tôi tiến hành tôi group by theo mã lớp đi, được chưa? Tôi SQL, tôi chỉ chạy đoạn trên thì không được, mà nếu tôi thực hiện chỉ có hai câu ở phía trên, tức là select những cái thông tin nào theo mã lớp, theo mã sinh viên, theo họ tên gì đó, thì nó lại ra kết quả. Như vậy thì lúc này bạn thấy cơ bản đó là tại vì cái lúc mà mọi người tiến hành mọi người select nó đã lấy hết các thông tin rồi, cho nên trên cơ bản bây giờ mọi người nói là bạn đang sắp xếp theo từng cái mã lớp, bây giờ bạn gom nhóm là để làm cái gì, tại vì cơ bản thông tin phía dưới sinh viên của mình nó cũng đã theo từng lớp rồi, cho nên ở đây ý nó nói là nó không có gom lại được kiểu như thế này. Nhưng nếu mọi người tiến hành thống kê số lượng sinh viên của từng lớp đó, thì nó sẽ thống kê được, tức là cái tính chất của group by nó đi kèm với lại nhóm hàm kết hợp ha, nhóm hàm kết hợp. Như vậy nếu như mà giả sử tôi bỏ cái anh order by ra đi, ngay đây ha, tôi cut cái anh này, tôi sẽ cho đến là mã lớp đếm với lại cái việc mã sinh viên, tức là tôi đếm số lượng sinh viên, tôi gom nhóm theo từng lớp, thì bạn thấy nó sẽ thực hiện được. Được chưa? Tức là nó đi kèm với hàm kết hợp, thì cái thuộc tính còn lại sẽ nằm trong group by. Nhưng mà vấn đề bây giờ mình đang không có cần như vậy đúng không? Mà rõ ràng thông tin sinh viên của từng lớp á, là nó đã đi kèm ở lớp nào rồi. Bạn có thể coi lại cái thông tin của dữ liệu của nó nè. Ví dụ tôi mở dữ liệu tôi coi thì bạn thấy rõ ràng đây. Nó đang cho gì, nó đang cho thông tin của mình nó là theo từng lớp. Giả sử bây giờ tôi sửa đi, ví dụ các bạn Nguyễn Cẩm này nè, là coi như đó là thay vì đó là CT12 tôi cho đó là 13 đi, tôi update được chưa. Thì bây giờ tôi cho nó, tôi thực hiện lại nè, tức là tôi cũng tiến hành
thì tôi chỉ có select from where thôi, tôi SQL thì bạn thấy nó là sao, nó cũng liệt kê nhưng mà nó liệt kê theo cơ chế của dạng ngắt quãng, tức là miễn sao có đúng thứ tự này thôi. Thì bây giờ mọi người sử dụng, mọi người khi đọc câu này cứ nghĩ là mình phải tiến hành gom nhóm theo cái việc đó là mã lớp, nhưng trên thực tế tại vì mã lớp của từng bạn sinh viên ở trong đây là đang không có thể hiện nào mà không có gom nhóm cả, tức là tại vì mỗi bạn sinh viên này nó chỉ thuộc một lớp, cho nên nó không phải là thỏa tính chất của cái việc đó là cần phải gom nhóm, mà chỉ việc đó là đi sắp xếp thôi. Thì bây giờ bạn cho sắp xếp theo cái gì, theo họ tên tăng dần đồng thời theo mã lớp, thì cái này nó là một cái mẹo, tức là tôi sắp theo mã lớp tăng dần và tôi sắp theo luôn cả đó là họ tên cũng tăng dần. Thì bạn coi, bây giờ bạn coi, thay vì lúc nào C12 rồi đến bạn thứ hai là của C13 rồi hai bạn kia C12 tới bạn tiếp theo lại là 13, thì bây giờ khi tôi execute câu lệnh này nó sẽ tự động sao nó sắp lại cho tôi mã lớp 11 gồm có ai, 12 có ai và 13 có ai. Như vậy trên thực tế anh này khi rơi vào những cái trường hợp mà cái thuộc tính các bạn cứ nghĩ nó là gom nhóm nhưng nó vốn đã được ấn định dựa trên từng cái thành phần bộ dữ liệu, thì coi như lúc đó làm sao, bạn không cần thiết phải cho nó trở vào đó là một thành phần với việc group by. Như vậy tùy trường hợp ha, chứ không phải trường hợp nào cũng tiến hành gom nhóm. Như vậy đây là cái đáp án cái câu lệnh SQL của cái câu nào của các bạn đó, câu S đó, ở trong cái phần lớp 7 của mình đó. Được chưa? Như vậy là giải quyết cho các bạn về cái câu S, hiển thị thông tin của sinh viên theo từng mã lớp và họ tên tăng dần. Mình để như vậy tức là mặc định là AC tăng dần rồi. Rồi, bây giờ đó là câu S. Các cái câu tiếp theo, ví dụ mình sẽ sửa một vài câu nữa, rồi sau đó những câu còn lại các bạn sẽ làm, rồi mình sẽ sửa lần lượt từ từ nha. Rồi bây giờ là lập danh sách thống kê nhưng mà hiển thị gồm có mã lớp nè, tên lớp nè, số lượng sinh viên ở từng lớp. Rồi bây giờ để tôi share full cái màn hình một xíu ha, để tôi share luôn cả được cái màn hình cái đề bài tập của mình đó để cho các bạn dễ hình dung. Rồi bây giờ đây anh này cái đề bài của mình bây giờ như vậy. Được chưa? Rồi, bây giờ mình làm câu G. Thì mình nhìn ở trên đây để cho mình dễ quan sát cái thằng những anh này có mối kết hợp của nó như thế nào. Bây giờ yêu cầu của mình á là lập danh sách thống kê hiển thị mã lớp, tức là mã lớp bao nhiêu, tên lớp của nó là gì và số lượng sinh viên kèm, tức là ví dụ như nãy có CT11, 12 gì đó đúng không? Thì tức là ví dụ CT11 cái cột thứ hai tên lớp đó là gì, cột thứ ba số lượng sinh viên là bao nhiêu. Như vậy bây giờ thì ở chính nội tại trong cái bảng sinh viên này không á, là không có đủ, tại vì trong cái bảng sinh viên này không có cái thuộc tính nào là tên lớp hết, đúng chưa? Nếu như đề bài chỉ yêu cầu là thống kê số lượng sinh viên theo từng mã lớp á, thì nó chỉ cần bảng sinh viên này là đủ, nhưng mà bây giờ nó còn thêm cái tên lớp nữa. Như vậy dẫn đến cái việc đó là các bạn sẽ phải xem trong cái bảng dữ liệu của mình nè, thì để có thể biết được dựa trên cái mã lớp có thể biết được đó là tên lớp là gì, thì bạn phải liên kết được với là cái bảng đó là danh mục lớp, đúng chưa? Danh mục lớp tức là kết hợp hai anh này lại với nhau, và điều kiện đó là khóa chính phải bằng khóa ngoại, thì biết rằng khóa chính bên bảng danh mục lớp là mã lớp và ở bên cái thằng sinh viên cũng có khóa ngoại. Như vậy mọi người có hai cách kết hợp, một là liệt kê nó hai cái tên của hai cái bảng này trong mệnh đề from, ở mệnh đề where mọi người thêm cái điều kiện kết hợp đó là khóa chính bằng khóa ngoại. Cách thứ hai là mọi người kết hợp bằng inner zone, đúng chưa? Inner zone on. Như vậy thì dùng cách nào cũng được, nhưng phải có thống kê dữ liệu, đó là đếm coi có bao nhiêu sinh viên. Như vậy đếm bao nhiêu sinh viên thì cái cách tốt nhất là đếm cái thành phần nào mà không có trùng nhau, tức là mình đếm cái mã sinh viên. Như vậy trong trường hợp câu này thì cái câu query của mình tương ứng sẽ là gì? Mình select, mình lấy cái gì? Mình lấy gồm có mã lớp và tên lớp đúng không? Trong khi mình có hai bảng. Như vậy thì bây giờ tôi nói là tôi lấy mã lớp, tôi có tên lớp. Rồi xong sau đó làm sao? Tôi sẽ lấy, tôi đi đếm count mã sinh viên từ hai cái bảng, đó là bảng sinh viên inner zone, tức là kết hợp với lại cái bảng đó là danh mục lớp on điều kiện là cái gì? Thì sẽ là sinh viên chấm mã lớp. Bạn có thể cho trước đó là khóa chính, tức là ví dụ như danh mục lớp chấm mã lớp bằng sinh viên chấm mã lớp. Rồi đó là cái điều kiện mà mình sẽ tiến hành mình gộp. Như vậy thì ngay đây nó sẽ báo lỗi đó, nó cái mã lớp này nó lấy từ mã lớp nào bây giờ,
Thì cái mã lớp này á, bạn có thể bạn lấy cái mã lớp đúng đắn nhất á, là bạn lấy từ bên sinh viên á, tại vì bạn đang thống kê mã sinh viên trên đó. Như vậy thì tôi sẽ lấy nó là trên sinh viên và lấy chấm mã lớp. Đồng thời riêng với lại cái thằng count này nè, nếu mà tính toán bằng hàm kết hợp thì cái tên cột đó nó không có còn. Tôi sẽ sử dụng cái phần tên bí danh dành cho nó, đó là tôi cho một cái giá trị A, tôi có giá trị chuỗi bên trong có dấu tiếng Việt ha, đó là tổng số nhân viên. À, xin lỗi, tổng số sinh viên. Đúng chưa? Rồi tôi SQ như vậy mình đếm trước đi ha, mình đếm trước. Ví dụ như trong trường hợp này CT11 đi thì sẽ có hai bạn sinh viên đúng không? Và cái bạn CT này á thì là bạn thuộc vào cái mã lớp nào vậy thì coi thử đi, ví dụ như CT11 là lớp tên lớp là cao đẳng tin học. Nói chung là ba cái lớp này đều là tên là cao đẳng tin học gì đó hết đi, phải chưa? Rồi vậy anh này á là coi như mình thấy là có hai bạn thuộc CT11. CT12 mình thì mình có 1 2 3 bạn, đúng không? Và CT13 thì tổng cộng là mình có 4 bạn. Đó là cái con số mình dự kiến kết quả nó trả ra. Như vậy bây giờ mình SQ nó nè. Thì đây nó báo là sinh viên chấm mã lớp nó không có được nằm trong cái danh sách mà được lựa chọn bởi vì nó không chứa các thành phần nằm ở mệnh đề group by. Tức là nó nói không có gom nhóm theo thằng này, tức là sao? Ý nó nói bây giờ nếu mà lấy sinh viên bên chấm mã lớp thì mỗi đứa nó đang thuộc một mã lớp. Như vậy nếu mà lấy bên đây là không ổn, nó rơi vào trạng thái giống như lúc nãy của cái câu phía trên. Cơ bản mỗi sinh viên bây giờ đang thuộc một lớp thì không thuộc vào thành phần gom nhóm. Như vậy lúc này mọi người lấy thì mọi người sẽ lấy bên danh một lớp. Rồi bây giờ mọi người xem ha, khi SQ nè, nó sẽ báo tiếp tục, nó nói thành phần này không nằm trong mệnh đề group by. Như vậy bây giờ sao? Đứa nào được gom nhóm đi tính toán chung thì mọi người sẽ lấy anh đó là group by. Tức là tôi group by theo danh một lớp chấm mã lớp. Rồi bây giờ mọi người coi cái kết quả của nó nè. SQ. Đây tiếp tục nó báo trong mệnh đề group by này danh một lớp không có được nằm trong cái mệnh đề select bởi vì nó không chứa các thành phần khác liên quan. Vậy bây giờ sao giờ? Không cho trong danh mục lớp, ví dụ bây giờ tôi để lại đó là gì? Sinh viên. À, sinh viên. Rồi tôi sẽ cho nó cũng chính đó là cái thành phần để tôi tiến hành group by. Đây, gom nhóm lại. SQ cũng không chịu luôn. Được chưa? Tại sao vậy? Tại vì á, mình còn cái tên lớp. À, nếu như ngay đây không có tên lớp thì mọi người coi nè. Thì nó ra, ý nó nói vậy cái đứa còn lại cái tên lớp làm sao nó không chịu các bạn. Được chưa? Nó không chịu. Như vậy trong trường hợp này nếu mọi người muốn lấy thêm danh mục lớp chấm tên lớp thì nếu như mọi người ở đây mà mọi người group by thêm thêm đứa nữa nha, mọi người group by thêm thêm đứa nữa thì khi mọi người SQ thì nó sẽ cho bạn ra, đồng nghĩa với việc các bạn tự rút ra được cái quy luật là gì. Nếu như trong một cái câu select from where bạn có tên của những cái thuộc tính và tên thêm một cái thuộc tính khác bạn tạo lập ra bằng hàm kết hợp thì những thuộc tính mà không phải là hàm kết hợp á, bạn sẽ phải cho nó nằm ở mệnh đề group by thì nó mới chịu. À, đó là cái tính chất bạn rút ra được ở cái câu này. Còn dĩ nhiên nếu khi mà group by nó có cái điều kiện gì đó, ví dụ như là thống kê hiển thị mã lớp tên lớp của những lớp nào và cái gì hiển thị mã lớp tên lớp với số lượng sinh viên của từng lớp sao cho lớp đó phải có số lượng trên hai bạn. Như vậy thì tức là bạn có điều kiện gom nhóm đúng không? Như vậy thì khi đó bạn sẽ là gì? Thêm having. Tức là thêm having count của mã sinh viên mà phải từ hai bạn trở lên thì sẽ là lớn hơn bằng 2. Còn nếu như hơn hai bạn thì sẽ là lớn hơn 2. Như vậy thì khi đó sẽ chỉ có còn hai lớp là có được 3 với 4 bạn. Thì đồng nghĩa với việc đó là lúc đó cái anh mệnh đề kết hợp, cái phép hàm kết hợp nó sẽ nằm trong cái điều kiện của mình. Như vậy nhớ ha, đó là những đứa nào đi kèm chung với lại hàm điều kiện thì tên các thuộc tính đó phải được mang tính chất ở mệnh đề group by và gom nhóm. Rồi, đó là cái mà mọi người cần lưu ý đầu tiên với những cái việc này. Rồi, như vậy là sửa xong hai câu để cho mọi người nhớ và cái tính chất thực hiện của nó. Một loạt các câu phía dưới nè, ví dụ tính điểm tích lũy của từng sinh viên, biết rằng điểm tích lũy là phải bằng tổng điểm từng học phần nhân cho số đơn vị học trình, rồi tất cả đem đi chia cho tổng số lượng đơn vị học trình. Thì bây giờ bạn thấy nè, đã nhìn vào cái bảng này, bạn sẽ phải có danh mục học phần, mỗi một học phần nó có số lượng đơn vị học trình, tức là ví dụ như máy tính chỉ á. Bây giờ bạn dựa vào cái điểm
ứng với lại từng bạn sinh viên với lại cái mã học phần bạn sẽ có được cái điểm của người đó. Như vậy thì giống như đó là bạn phải tìm được hết tất cả thống kê điểm của từng người, gom nhóm theo từng mã sinh viên rồi phải không? Tiến hành sao? Lấy cái điểm này của nó nè. Ứng với lại cái mã học phần này nhân cho số lượng đơn vị học trình ở bên bảng danh mục học phần. Hai bảng này nó liên hệ được với nhau nhờ vào khóa chính với khóa ngoại là mã học phần. Như vậy thì lấy những anh này tiến hành sao? Nhân với số lượng học phần tính tổng lại hết. Sau đó sao các bạn? Sau đó tiến hành lấy nó đem đi chia cho tổng số lượng đơn vị học phần. Đó là cái cách mà để nó tiến hành tính toán trong cái việc này. Như vậy bạn cần phải vừa tính toán vừa thống kê. Thì cái việc mà tính toán ở trên đây á, để tiến hành tổng lại thì bạn được phép cứ tiến hành tính toán tổng lại bằng các phép tính cũng là cộng trừ nhân chia bình thường của mình. Nhưng mà khi đó thì bạn sẽ có thể bằng tiến hành bạn làm gì? Bạn đi sắp xếp hoặc bạn làm những cái việc gì đó, những cái thông tin của mình á, sao cho nó chuẩn xác nhất. Nói nôm na, bạn vẫn vận dụng được các cái phép tính toán cơ bản bình thường của mình trong trường hợp của tất cả các cái môn. Rồi, vậy bây giờ nếu như mình muốn tính được điểm trung bình học phần của tất cả các cái sinh viên của mình, được chưa? Trong tất cả các môn mà họ đã học, chứ không riêng gì ở học kỳ nào hết, tại vì coi như giống như là đang tính điểm tích lũy vậy đó. Thì cái câu này mình sẽ phải vận dụng cái việc là gì các bạn? Thứ nhất là mình phải sử dụng ở mệnh đề select cái việc đi tính toán, được chưa? Sử dụng ở mệnh đề select cái việc đi tính toán. Cái thứ hai đó là mình phải cho nó kết hợp giữa cái bảng danh mục học phần với lại cái bảng điểm học phần, tại vì giữa hai anh đó mới có cái điểm và có số lượng học phần, số lượng học trình tương ứng với từng học phần mà người học họ đã học, và mình phải gom nhóm theo các thông tin về mã sinh viên. Vậy như vậy khi đó thì bạn sẽ lấy gì? Trong trường hợp này bạn select cái gì? Bạn sẽ select mã sinh viên. Thứ hai bạn sẽ phải đi tính điểm trung bình, đúng không? Như vậy nếu mà điểm trung bình thì có phải bạn lấy điểm học phần nè, bạn nhân cho số đơn vị học phần, đúng không? Số đơn vị học trình đó mà bạn tính tổng lại. Thì tức là nếu mà bạn lấy thông tin hai đứa này bạn nhân nhau nó sẽ ra một con số. Như vậy con số này nó sẽ ra đó là một vọt đó các bạn, tức là một thuộc tính, thì tôi được quyền tôi lấy sum của nó. Tức là tôi lấy tất cả các cái điểm học phần nhân cho số đơn vị học trình của từng bạn. Tôi tính tổng lại. Sau đó tôi đem đi chia. Sau đó tôi đem đi chia. Tôi đem đi chia cho tổng của số đơn vị học học trình. Được chưa? Đó. Như vậy số đơn vị học trình. Rồi. Như vậy thì anh này mình cần có cái tên cột, tại vì bây giờ nó ra một cái tên cột mới rồi, thì ví dụ tôi đặt tên đi điểm trung bình tích lũy gì đó ha, à, điểm tích lũy gì đó đi. Rồi từ bảng nào bây giờ cần có hai bảng, như vậy tức là bảng điểm học phần, đúng không? Bảng điểm học phần nó phải kết hợp với lại cái bảng danh mục học phần. Như vậy tôi sẽ cho nó là gì? Inner zone ha, inner zone với lại danh mục học phần. Điều kiện sẽ là danh mục học phần chấm khóa chính của nó chính là mã học phần, nó sẽ bằng cái âm điểm học phần chấm mã học phần, tức là khóa chính bằng khóa ngoại đó. Rồi gom nhóm đúng không? Tức là bây giờ mình lấy điểm của tất cả nên không cần điều kiện, mà nó sẽ tiến hành gom nhóm theo cái gì? Tức là mình tiến hành group by, đúng chưa? Mình tiến hành group by theo mã sinh viên. Thì đây nè, cái đứa này là cái đứa một cái thuộc tính đi kèm với là một cái hàm kết hợp, đúng không? Chẳng qua mình lấy cái hàm kết hợp mình tính toán thôi. Như vậy bây giờ tôi giả sử mình tính của một bạn sinh viên đi nha, để cho mình biết thông tin. Bây giờ ví dụ đi, mình coi phía bên dưới nè. Thông tin điểm học phần của một cái bạn, ví dụ như mã sinh viên là 002 đi, nó học mới có hai môn nè. Nó học hai môn thì môn của nó là mã học phần cũng là 002, môn là 003, môn nó 5.9, môn nó 4.5. Thì 002 á, nó chính là cái môn tiếng Anh 1, 3 tín chỉ. Đúng không? 001, 002 nó là coi như là 3 tín chỉ. Mà cái môn 002 này cái bạn này nó học bao nhiêu điểm? Nó học 5.9. Như vậy tức là đầu tiên á, là mọi người phải lấy cái gì? Phải lấy điểm của từng môn này mọi người nhân với cái giá trị số lượng đơn vị học trình. Tức là 5.9 á, mọi người sẽ đem nhân với lại số lượng tín chỉ ở đây là 3. Đúng chưa? Rồi cái môn thứ hai mà các bạn này nó học á, là môn có mã 003. Thì mã 003 là môn vật lý đại cương, môn này có 4 tín chỉ. Bạn này học là 4.5, như vậy tức là bạn phải lấy 4.5 bạn nhân cho 4.
Như bài tổng hồi nãy giờ á, là mình sẽ được là 5.9 nhân 3 cộng thêm cho 4.5 nhân 4 thì bạn được nó nhiêu? Là như nó ra có khoảng ba mấy đúng không? Tức là có khoảng 35,7 phải không? Nó cỡ cỡ như vậy. Rồi sau đó tổng số lượng học phần bạn này đã học là bao nhiêu đơn vị học phần? Thì đây nè, học hai môn, môn 3, môn 4, tức là lấy cái giá trị đó làm sao các bạn? Đem đi chia cho 7, đúng chưa? Nhưng mà lấy cái giá trị hồi nãy là có 35.7 đó đó, đem chia cho 7 thì nó sẽ cỡ khoảng như 5 chấm mấy, cỡ khoảng 5 chấm, chắc khoảng 5.1 đúng không? Rồi như vậy là coi như là cái điểm trung bình tích lũy của bạn này, tại bạn này mới học có hai môn thôi. Như vậy đó là giá trị của cái bạn điểm có mã là 002. Thì bây giờ mình coi kết quả nó trả ra tương ứng có phải không? Thì đây nè, bạn 002 đây, nó ra 5.1 nè. Nó ra 5.1 nè. Điểm tích lũy đó. Được chưa? Đây nè, nó bằng cái tên cột điểm tích lũy nè. Rồi 003 thì có nhiêu đây? 004, 005, 006, 007. Nó có tổng cộng đó là 7 bạn sinh viên đã có học ở trong cái bảng điểm này thì nó tính ra được. Còn bạn nào mà không có ở trong cái bảng điểm này thì tức là nó chưa học môn nào hết thì nó chưa có điểm. Ha, hoặc là nó đang học nhưng mà môn nó chưa kết thúc. Rồi, đó cũng là một cái thông tin để bạn tiến hành. Như vậy đây là cách tính điểm tích lũy của sinh viên bằng cách đó là kết hợp. Thông qua cái việc này bạn thấy được cái việc là lấy được giữa những cái thuộc tính nhân với nhau rồi sau đó sử dụng hàm kết hợp và tính toán tiếp theo. Như vậy rõ ràng là mình sao vận dụng được các hàm kết hợp với nhau một cách linh hoạt hơn cho phù hợp. Như vậy đây là cách tính tổng quát và đây là kết quả của cái câu nào đó các bạn. À, trong cái đề của mình nó là câu nào? Nó chính là câu H đó. Được chưa? Câu H. Rồi, vậy bây giờ là mình trải qua ba câu để nói các bạn nghe về cái việc đó là nó tính toán nó kết hợp với nhau và giữa cái việc đó là gom nhóm, những cái đặc trưng riêng của gom nhóm. Thì bây giờ còn từ câu Y cho đến câu cuối là câu R. Bây giờ dành thời gian ra cho các bạn làm ha, xong rồi sau đó một xíu mình sẽ sửa. Rồi, có cái gì thắc mắc với những câu nãy giờ đã sửa không? Nãy giờ sửa ba câu đó. Ừ, có thắc mắc gì không? Rồi làm bài được chưa? Ừ. Sao Dạ lớp? được coi, dạ được coi. Rồi vậy bây giờ các bạn sẽ tự làm các câu còn lại trước ha. Cô cho bây giờ làm trước, chia ngắt quãng ra làm đi. Bây giờ làm câu Y, câu Z 2, 4, 6, 7. Còn lại bao nhiêu câu? 8, 10 đúng không? À nói chung nó cũng không có còn nhiều. Bây giờ cho ngắt quãng 5 câu đầu tiên trước đi. Tức là Y, Z, K, L với lại M. Ha. Thống kê số lượng nam nữ ở từng lớp học. Số lượng nha, tức là đi đếm đó nha. Ở từng lớp bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ. Rồi thống kê số đơn vị học phần còn nợ môn cho từng sinh viên. Tức là điểm nó đã học rồi nhưng mà điểm nó nhỏ hơn 5, tức là nó nợ môn đó. Rồi cho biết mã sinh viên, tên sinh viên nào mà có điểm tích lũy nhỏ hơn 5. Như vậy thì tức là gì? Hồi nãy bạn thống kê theo từng được mã sinh viên, theo điểm tích lũy rồi thì bạn thêm cái điều kiện thôi, phải chưa? Rồi tìm sinh viên nào có điểm tích lũy cao nhất ở học kỳ 1 thì thêm cái điều kiện là ở học kỳ 1 mà giá trị điểm đó là cao nhất. Rồi tìm hai sinh viên có điểm tích lũy cao nhất thì bạn sử dụng cái tính cách của cái việc đó là dùng top ha, top cái chữ top phía trước, ví dụ như là top 2 hay là top 1 thì tức là nó sẽ trả về bao nhiêu giá trị của cái anh trên cái cột thuộc tính đó. Dĩ nhiên nó phải đặt ở mệnh đề select nha. Rồi bây giờ bạn sẽ làm cho cô đó là 5 câu tiếp theo. Cô cho 15 phút làm 5 câu tiếp theo, sau đó mình sẽ sửa tiếp nha. Rồi vậy 5 15 phút thì coi như tới 4 giờ 45 đi, xong rồi sẽ gọi sửa. Và trong thời gian này thì để tránh nó bị chạy cái màn hình cho nên cô sẽ chỉ share cái màn hình của cái anh SQL thôi nha, để cho bạn nhớ là cái câu hồi nãy. Rồi, đó. Rồi làm bài nha, 15 phút sau rồi sửa. Nhớ 5 câu nha. Từ Y ngắn cho đến M. Rồi, làm bài.
Rồi bây giờ sửa bài nha. Được chưa? Rồi bây giờ câu đầu tiên trong top 5 câu này nè, thống kê số lượng nam nữ ở từng lớp học. Làm sao các bạn? Thứ nhất là phải thống kê được theo từng lớp đúng không? Tức là bạn phải biết là bạn phải làm gì, gom nhóm cái lớp đó lại rồi đó. Như vậy thì nó còn những bảng nào là đủ? Nó chỉ cần bảng sinh viên thôi. Phải chưa? Nó chỉ cần bảng sinh viên là đủ rồi. Như vậy nếu như mà mình lấy các cái thông tin thì ví dụ như tôi lấy mã lớp nè, tôi lấy mã sinh viên nè, đúng không? Ví dụ nếu bạn còn nữa thì tôi lấy thêm cái gì, cái phái, cái giới tính đó phải không? Từ cái bảng sinh viên phải chưa? Rồi, không có điều kiện gì hết, tại vì lúc này là coi như mình lấy tất cả mà. Ở trong mảng sinh viên có phái không hay là nó là để giới tính? À, nó để chữ giới tính chứ không phải chữ phái. Tên của thuộc tính đó, là giới tính. Và nếu bạn gom thì tức là nếu mà bạn gom như vậy thì bạn group by theo mã lớp thì nó sẽ báo lỗi đó. Phải chưa? Tại vì trên cơ bản là mỗi bạn sinh viên này là đều vô một lớp hết rồi. Bây giờ vấn đề là bạn phải đi đến các anh sinh viên này nhưng mà bạn thống kê theo cái phần giới tính. Như vậy bây giờ thì giống như là thực tế là trong cái bảng sinh viên này mỗi bạn sinh viên nó chỉ có một hàng à. Cho nên không có cái chuyện là bạn sinh viên thứ nhất đã được liệt kê rồi lại có bạn sinh viên thứ hai. Phải không? Cho nên nếu là bạn nói là bạn đi đếm mà bạn đếm theo giới tính, bạn đếm cũng được luôn nữa. Tức là đếm có bao nhiêu dòng trong cái cột này á. Được chưa? Ví dụ như tôi đếm như đây, đó tôi đếm giới tính. Và cái anh đó là sinh viên, được chưa? Rồi vậy bây giờ tôi SQ nè. Thì nó nói cái anh này á, lấy mã lớp này làm ơn để trong group by dùm đi. Vậy giờ tôi sẽ group by cái mã lớp đúng không? Tức là tên của cái thuộc tính nào mà đi kèm với lại cái anh mà bằng cái hàm kết hợp đó. Như vậy khi tôi SQ nè thì nó ra cho tôi là ví dụ CT11 là có 2, 12 là 3, 13 là 4, tức là số lượng sinh viên luôn đó. Nhưng vấn đề bây giờ là tôi muốn đếm theo nam với lại theo nữ. Như vậy thì bây giờ làm sao? Làm sao đi đếm mà những cái giá trị nó phải là nam riêng rồi bao nhiêu là nữ riêng. Tức là ví dụ phải có một cái cột thứ hai nó phải là số lượng sinh viên nữ. Rồi cột thứ ba sẽ là số lượng sinh viên nam. Thì bây giờ làm sao các bạn? Mình sẽ có cái gì? Em nghĩ là mình phải truy vấn lòng. Mình truy vấn lòng là truy vấn sao? Mình tìm hai cái select ở trong. Ở đâu? Ở mình đây. Ở sao? Ở sao cái sinh viên á cô? Ở sao cái sinh viên? Ở sao cái form sinh viên? Mình tìm hai cái truy vấn lòng vào. Tức là nghe đây. Rồi bạn truy vấn lòng như thế nào? Em bạn có thể đưa cái câu đó vào trong khung chat để cho lớp coi cho nó dễ. Nói nhiều khi nó khó diễn tả. Các bạn xem ở khung chat của bạn mình là nó tiến hành truy vấn lòng. Tức là bạn mình nó đang cho lòng cho mình đề prompt á. Ý nó là đang vậy á. Thì để coi các bạn mình nó truy vấn sao. Em bị dư cái không? Em bị dư danh mục lớp. Nhưng mà quan tâm hai cái câu truy vấn lòng ở trong thôi cậu. Đưa cái danh mục lớp vô chị đâu cần thiết đâu. Dạ, dạ em bị dư cái đó. Vậy thì bỏ đi, em bỏ cái câu đó bên em đi rồi xong rồi em pass lại cho các bạn cho nó coi cho dễ. Chứ nó không có bị nhiễu thông tin. Rồi chờ xíu để bạn mình nó điều chỉnh lại cái câu ha. Rồi xong chưa bạn? Em bỏ cái đó em hiểu sinh viên nó bị
bị lỗi cái gì vậy cô, nó bị nó xuất ra hơi nhẹ, nó chưa gom nhóm lại, em nên coi lại. Mình không có gom mà những cái việc này được, trừ khi đó là bạn cho lòng ở trong cái mình đề prompt, nhưng mà nó phải có ý tưởng khác. Có bạn nào thực hiện được câu này bằng cái cách khác không? Thế bây giờ nếu mà Khao ngồi đếm full tất cả các giới tính thì đếm được rồi đó, bây giờ phải đếm riêng. Thì dĩ nhiên biết nó phải ra hai cái cột, mỗi một cột mới nó là một cái Khao rồi đó, nhưng mà nó có cái điều kiện. Thì bây giờ làm sao? Để tôi coi coi em thử là cái này có đúng không cô. Các bạn nhìn chắc giơ tay đi, chứ đồng thời cùng một lúc cùng nói lên thì cả lớp sẽ ai ngoan lên mà không biết là ai đang nói. Rồi bạn bạn này là bạn Nguyễn Lê Quốc Thịnh hả? Rồi theo thứ tự thì Nguyễn Lê Quốc Thịnh trước đúng không? Dạ. Rồi bạn Thịnh pass đi. Dạ đó cô, em xin sao theo cái mã sinh viên. Bạn Khao theo mã sinh viên, nhưng mà bạn sẽ lấy gom nhóm theo cái việc đó là sinh viên mã lớp với lại sinh viên giới tính đúng không? Dạ. Rồi một cách thử ha, để cho các bạn coi kết quả của bạn mình trước đi, rồi xong mời để giải thích. Rồi tôi che lại ha, chuyển qua comment đi. Rồi dưới đây bây giờ mình coi, mình tự check trước đi nha, cái bản thông tin sinh viên của mình check trước đi. Ví dụ như là bên bạn CT11 đi, CT11 thì coi như đó là một nam một nữ đúng không? À, coi như đây là nữ là Jules, nam là Phone đó. Rồi ai nữa, ví dụ như CT12 một nam nè, hai nam một nữ ha, CT12 là hai nam một nữ. Rồi cứ vậy đi thử, phải là hai lớp này, nếu là hai lớp này đúng thì lớp kia chắc chắn nó cũng đúng thôi. Rồi đây CT12 đây coi như là sao, ở giới tính không, tức là phone á thì là hai, rồi giới tính mà là một á thì nó là một. Như vậy thì tức là thống kê coi như là có bao nhiêu trạng thái thông tin này, để tôi kéo rộng cái cột này lên cho các bạn dễ thấy nha. Tức là ví dụ như là có nam có nữ thì coi như đó là nó ra hai dòng. Rồi nếu như mà lớp nào có nam nữ thì cũng ra hai dòng, như vậy mình ra tới tổng cộng là 6 dòng, mỗi dòng nó là thông tin số lượng sinh viên của mỗi một lớp. Tuy nhiên đây là cách thứ nhất. Tuy nhiên có cái cách nào mà để ví dụ như ngay đây nó là cột mã lớp, cột thứ hai là số lượng sinh viên nữ, cột thứ ba là số lượng sinh viên nam. Hiểu ý không? Tức là ba lớp thì nó chỉ ra ba bộ dữ liệu thôi. Thì nhà nó sẽ gọn hơn cái cách thống kê này của bạn mình á. Cái cách thống kê này của bạn mình vô tình á là sẽ làm cho người khác họ phải nhìn tới làm sao, tới hai lượt dữ liệu, tức là hai bộ. Đúng chứ nó không sai, nhưng mà nó chưa gọn được cái giá trị của câu lệnh trong kết quả trả về, thì nó ra cái tập hợp nó lạ lắm. Dạ, thưa cô dùng cấu trúc cây cô. Rồi cái cấu trúc case đó, case thì tức là cái gì, mình đi đếm trong trường hợp nào đúng không? Case cái tên của thuộc tính đó, when cái gì, quen cái giá trị của nó đúng không? Dạ đúng cô. Rồi vậy như vậy thì có phải là cái bạn bắt vào trong phòng chat không? Dạ, phải cô. Dạ mới bắt đó cô. Tôi quốc anh lên thôi. Đây ha, cái cách của bạn thứ hai của bạn mình để coi nó có gom được đó là mỗi một lớp chỉ là một dòng hay không. Này giới tính nó rõ sai rồi nè, giới tính thì đây. Rồi bây giờ coi từng cái thôi. Số sinh viên nam, tức là tên của cái cột đó, là nó bằng Khao đếm trong cái trường hợp này. Mỗi đứa tôi cho trên dòng mà cho các bạn dễ nhìn ha. Rồi, ủa vậy sao mà nó chạy được vậy ta? Nó gõ sai tên cột mà. Dạ Số sinh viên cô nam. là ấy mà Cái anh này á, là có dấu tiếng Việt thì phải có N phía trước chứ. Số sinh viên nam, số sinh viên nữ có dấu tiếng Việt phải có N phía trước, nó không nó ra lỗi thì sao? Là bạn mình cho là đếm khơi, đếm giới tính, tức là đếm cái cột nào trong trường hợp nếu như mà là nam dance là một, L là không, rồi and của cái case này.
đó là cái cú pháp thuê của bạn mình, tất cả lấy từ sinh viên và gom nhóm theo mã lớp. Rồi SQ thử ha, đây CT11, 2 nam 2 nữ. Sai rồi, CT11 có 2 bạn thôi. Nãy mình xác định 1 nam 1 nữ. Cái này coi như nó đếm hết luôn rồi, bạn bị sai rồi. Phải chưa? Chưa được luôn. Thống kê như vậy thì đúng rồi, tức là 1 cột nam 1 cột nữ, nhưng mà số lượng thống kê đã bị sai. Rồi, có ai có cách khác không? Quen của bạn thành 0 với 1 á. Bạn quen là nam là nữ của bạn bạn khác. Có coi nữa cái có tay mới gửi vào rồi. Rồi bạn Đạt đúng không? Nhìn cái có là hết muốn nhìn rồi, biết tại sao không? Nhìn mệt mắt quá. Cái này nó chỉ trong bảng sinh viên thôi, thì mắc cái gì mà lấy select quá trời vậy, để coi bạn mình nó select cái gì. Select sinh viên chấm mã lớp, tổng nam, phải tổng nữ, from sinh viên. Trong đó các bạn tổng nam là cái gì, tổng nữ là cái gì em? Ở cái chiêu ấn lộng ở trong đó cô. Em đặt tổng nam tổng nữ. From cái account, account mã sinh viên. Select sinh viên mã lớp, account mã sinh viên, ê tổng nam, from, que giới tính bằng phone, group by sinh viên chấm mã lớp. Ê tạm 1. Rồi cái thứ hai, cái chiêu ấn lộng thứ hai là đếm số lượng nữ. Là từ hai bảng này, rồi group by theo mã lớp, tạm tổng nam và tạm tổng nữ. Như vậy thì sao không để cái truy vấn lòng này ở phía trên select luôn? Phải không? Đúng không? Giờ để lấy cái của bạn mình đưa vô ha, để coi kết quả nó như thế nào. Kết quả trường hợp thứ hai nãy của bạn mình là nó bị nhầm lẫn rồi. Rồi cái kết quả này tôi che lại nha. Rồi cách này của bạn mình nè, để dài cho các bạn dễ xem. Thế là đây là một cái truy vấn lòng nè. Nó viết dài quá, cái nhìn nó ghê. Đó ví dụ như vậy đi. Đó select from where, tức là nhìn dài để biết đây là một cái truy vấn lòng nè. Group by, rồi đây là một cái rồi đúng không? Rồi cái truy vấn lòng thứ hai. Ủa sao cái truy vấn lòng trên không đóng ngoặc lại? Cái này phải đóng ngoặc đây đúng không? Khoan từ từ, nó đang còn group 3 cái gì đó nữa. À rồi xin lỗi, nó đóng ngoặc ở đây rồi. E tạm thứ nhất. Ê tôi cho vậy đi cho dễ dòm. Đó. Rồi cái anh truy vấn lòng thứ hai nè, nó viết dài quá mà nó không có xuống dòng cho nên các bạn khó nhìn. Rồi đây là cái thứ hai, rồi đây là mệnh đề lớn của mình. Rồi đây đầu tiên bạn mình nó lấy sinh viên chấm mã lớp, thêm cột tổng nam cột tổng nữ. Cột tổng nam á là nó sẽ được tính là một cái thuộc tính trong cái kết quả của cái tập hợp bộ trả về từ cái câu truy vấn lòng trong cái bảng thứ hai, tức là từ bảng tạm 1. Còn tổng nữ là từ cái bảng tạm 2. Trong đó bạn mình là thứ nhất lấy từ thứ nhất bảng sinh viên, tại vì cần lấy cái mã lớp đó để xíu gom nhóm á. À, tức là group by gom nhóm cái gì. À, thì bây giờ phải lấy được cái tổng nam bằng cách đó là bạn mình cũng gom theo từng lớp nè. À, đếm được cái mã sinh viên. À, đến cái mã sinh viên sao cho điều kiện là giới tính bằng phone, tại vì giới tính mình đang để theo trạng thái là true với phone, phone tức là nam, nữ là true hồi nãy đó, và bạn mình nó gom nhóm theo mã lớp. Nếu xét riêng với câu này á, là nếu xét riêng câu này mình chạy riêng câu này thôi, thì tức là nó sẽ ra từng lớp mà giống như nó đếm số lượng sinh viên nam của từng lớp, để cho đếm số lượng sinh viên nam của từng lớp á. Còn nếu mà chạy riêng cái câu ở phía dưới á, thì tức là nó đếm số lượng sinh viên nữ của từng lớp. Đây này nó gom nhóm nè, được chưa? Thì mỗi anh này nó gọi là tạm 1 với tạm 2. Thì như vậy có phải mỗi anh nó cũng là một cái bảng đúng không? Thì cái bảng đó nó sẽ có cái cột tổng nam và cột tổng nữ. Thì bạn mình nó mới lấy cái cột tổng nam tổng nữ đó cộng với là sinh viên chấm mã lớp này, nó làm cái gì? Nó sẽ tiến hành nó cho kết hợp điều kiện nè. Chẳng qua đây là điều kiện kết hợp giữa
các cái giá trị khóa chính bằng với nhau thôi để cho thể hiện thông tin kết hợp. À, này gọi là kết bằng phải chưa? Và chẳng qua đó là lấy từ bảng này giống như tạo một cái view đúng không? Nói vui vui là giống như tạo cái view, tạo cái bảng mới vậy đó. Xong rồi lấy nó tiến hành đi, kết hợp qua lại. Rồi gom nhóm thì tại vì cả ba đứa này nó đều là các thông tin cần tiến hành gom, cho nên bạn mình nó sẽ để cả ba cần gom. Rồi, vậy thì bây giờ ha, coi thử coi cái kết quả nó ra đúng không. Thì nó sẽ ra đúng đó. Đó là theo từng anh này đó, nãy nam nữ 1:1 đúng không? Nãy coi như nói là một nữ hai nam phải không? CT12 đó. Câu CT12 nè, đây nè, nam 1 phone nè. Hai phone, một true, hai nam một nữ đúng không? CT13 thì là cũng là CT13 là hai nữ một nam. Rồi trong trường hợp này CT13 là hai nữ một nam. Rồi sao nó ra tới 3? Ủa CT13 có tới mấy bạn? À có tới 4 bạn, xin lỗi, có bạn trên đây nữa. Thì là choose 1 choose 2 choose 3 choose, tức là 3 nữ 1 nam. Rồi 3 nữ 1 nam, ok. Rồi như vậy đây là bạn mình nó sử dụng trạng thái của cái việc sử dụng truy vấn lòng trong mệnh đề prompt. Trong cách này chỉ có thể dùng trạng thái này là ổn nhất cho bạn. Tại sao? Tại vì nó là từ cái bảng sinh viên, bạn phải tiến hành bạn gom nó ra được các thông tin, thỏa được các cái điều kiện, và bạn phải gom trên chính nó. Giống như bạn tiến hành bạn gom hai lần, gom một lần là theo danh sách nam, gom một lần theo danh sách nữ, rồi bạn cho tiến hành chúng ta sao kết hợp với nhau thôi chứ chẳng có gì cả. Đó là thông tin sử dụng truy vấn lòng cho mình đề from. À, đó là cách thứ nhất nè. Còn cái cách mà hồi nãy bạn mình đã dùng cái case á, thì cũng là một cách đó, nhưng mà bây giờ nếu mà có ai sửa được cái trạng thái case đó không? Đổi điều kiện bạn đó thành true phone thay vì nam nữ. À, bạn đó là nam nữ. Nữ. Rồi vậy tức là trên đây sửa sao? Select mã lớp nè. À, tôi trả ra tôi uncomment ha. Rồi bằng khao khay giới tính quen gì bạn? Quen nam là true. Quen true đúng không? Quen true. Nói gì? Ở dưới là phone. True thì cái từ true á nó có cái đặc trưng gì không? Chuỗi. True trong chuỗi. Cái từ choose bên đây nó làm sao? Choose in hoa rồi tôi cho để y chang để mất công rồi có đứa nó bắt lỗi. Rồi choose ben sao bạn? Một. Else không and đúng không? Còn như đây thì sẽ là gì? Phone phải không? Rồi chẳng qua tại bạn mình nó bị nhầm cái thông tin của cái dữ liệu bên trong thôi. Rồi bây giờ mình coi ha. SQ. Rồi nó cũng ra nè. Nha bây giờ nhìn kỹ nè. À nó cũng có chuyện nha. Đây. Đếm sai rồi, nó đếm hết luôn mà. Đúng chưa? Nó đếm hết luôn mà. Vẫn chưa được. Cái cách này gần đúng thôi, chưa có đúng. Cái anh này nè, không có đếm trên đây được nha. Nha, không có đếm trên đây được. Mà đi đếm là phải đếm số lượng mã sinh viên á. Được chưa? Đếm số lượng mã sinh viên á. Nhưng mà xét thì xét luôn cái case giới tính để được show ra. Và lúc đó thì bạn sẽ lấy được thông tin giống như là nam nữ của từng lớp. Thì bạn chỉ việc đó là bạn group theo cái thông tin của cái gì, của cái mã lớp thôi là đủ. Chứ bạn không có cần thiết là phải lấy thêm cái thông tin mảng khác. Nói ngâm na đi ha, bây giờ để tôi che lại cái đoạn này đi, mình điều chỉnh một xíu. Giờ tôi gợi ý cho ha. Select thứ nhất là bạn lấy mã lớp đúng không? Tại vì trong mã sinh viên có mã lớp. Rồi bây giờ nếu mà bạn liệt kê case á, là bạn liệt kê case giới tính, quen á, cái giá trị á, mà là true á, thì đen là 1, else là bạn cho nó là cái gì, là 0 đúng không? Thì tức là bạn đang tiến hành bạn đi thống kê kiểu này, đúng chưa? Bạn đi thống kê kiểu này thì cái việc mà thống kê giới tính mà là true á, thì những cái giá trị này nó sẽ được liệt kê như vậy, thì cứ để cái tên cột như vậy luôn. Nhưng mà sau đó tôi thêm một cái việc nữa là tôi khao mã sinh viên ha, số lượng đi. Rồi
À, xin lỗi con chuột quang nó bị chạy. Rồi bây giờ tôi lấy từ đâu? Tôi lấy từ sinh viên. Rồi điều kiện của tôi thì tôi không có điều kiện gì hết, mà tôi chỉ biết đó là gì. Tôi tiến hành tôi gom nhóm thôi. Tức là tôi tiến hành tôi group by. Thì trong những anh này tôi group by theo cái mã lớp. Được chưa? Và tôi group by theo cái giới tính. Rồi. Hoặc thậm chí ví dụ mọi người muốn thì mọi người liệt kê theo kiểu gì đó, trạng thái khác ha, thì cũng là một cái cách. Tuy nhiên cái cách này á, mọi người cần nhớ lại cái cú pháp của cái thằng case. Có ai nhớ cái cú pháp cụ thể của thằng case nó mang tính chất là cái gì không? Tức là nó cũng xét điều kiện nó, nhờ mọi người phải vận dụng đúng trong trường hợp này. Dữ liệu hiện tại của nó đó, nó đang là cái gì các bạn? Nó đang là choose với lại là form. Đúng chưa? Thì mình cần đi xác lập cái thông tin của nó gom nhóm theo kiểu gì, tính chất của nó ra sao. Thì ngoài cái cách mà mình dùng cái thông tin là giống như truy vấn lòng ở mình đề from, giống như hồi nãy bạn mình nó đã sử dụng đó, thì bây giờ cái cấu trúc hay này nó mang tính chất là nó đi xem xét từng cái trường hợp điều kiện. Bên cạnh đó, ngoài cái việc là cái giá trị case này nó còn để đi xét cái giá trị, thì nó cũng có thể đó là nó case cái tên cột. When khi cái giá trị gì đó thì cái biểu thức nó sẽ là bao nhiêu, còn when khi nào đó thì nó sẽ là bao nhiêu. Tức là bạn phải nêu đủ các cái mệnh đề when luôn, để cho trạng thái của bạn khi mà bạn đi thiết kế thì nó sẽ phù hợp hơn. Ví dụ như là case bạn xét cái giới tính, khi mà là nam thì nó là sao, khi mà là nữ thì nó như thế nào. Như vậy nó sẽ phù hợp, chứ không phải là bạn để vừa quen cái gì đó, đem cái gì rồi xong rồi lại sao sử dụng trong trạng thái của cái việc đó là thông tin khác. Thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp đó là cái việc bạn hiển thị, bạn đi đếm nó sẽ có cái vấn đề. Tại vì vô tình cái case này nó cũng chính là cái gì các bạn, cái giá trị nó trả về rồi. À, như vậy đây, đầu tiên tôi đếm case giới tính, when nếu là choose thì tôi đen là 1, else tôi đen là 0. Ví dụ nếu tôi đóng như vậy đi nha, tôi đóng như vậy, tôi lấy tất cả từ gì, từ sinh viên, được chưa? Rồi vậy bây giờ nếu mà tôi để mỗi cái việc case như thế này thôi, thì nó có cái gì đặc trưng không các bạn? Cái mệnh đề case nó có cái gì đặc trưng không? Cái case nó có cái gì đặc trưng không? Nó có thêm từ and nữa đúng không? Rồi bây giờ tôi để đây, đó, tôi thiết lập như thế này thôi, tôi SQ. Nó đếm ra theo từng dòng, đúng không? Nó đếm ra theo từng dòng. Rồi bây giờ ví dụ tôi bỏ cái anh giới tính này đi, tôi chỉ gom nhóm theo mã lớp thôi, SQ. Thì nó báo là cái giá trị này không được à, phải nằm hết à. Như vậy giờ thôi, giá trị này giờ muốn nằm hết đúng không? Thì tôi sẽ nằm hết theo cái giá trị là không thêm cái giới tính nữa. Rồi vậy bây giờ đây là case để tính giới tính nó là gì? Là nam. Thế thì giờ tôi sẽ age đi ha, tôi age một cái giá trị gì đó. Như vậy tôi cho nguyên cộng đây nè, đây cái khay tính toán này đúng không, tôi age đó là tổng sinh viên là gì, số lượng đi, sinh viên lúc này true là gì, là nữ hả, đúng không, đúng rồi, true là nữ, form đó là nam đúng không. Rồi để như vậy SQ thì nó đếm dài các bạn, được chưa? Mà bạn đi tiến hành đó là bạn đếm số nữ lần nữa thì có phải là bạn cũng y chang vậy, bạn đổi điều kiện thôi gì? Xin lỗi, đếm là nam chứ. Như vậy thì tôi enter xuống dòng cho dễ thấy nha. Nhưng nếu như anh này mà là gì? Mà là phone. Thì nó sẽ đếm là 1, ngược lại đếm là 0 thì đây chính là số lượng sinh viên nam. Rồi như bây giờ nè. Nếu như mà lấy tất cả tiền anh này ha, thì nó sẽ có những thông tin cụ thể nó khác. Ví dụ đây. Rồi, SQ. Đó là cái mà hồi nãy bạn mình nó tính thể hiện đó. Được chưa? Nó tính thể hiện. Nhưng mà vô tình như vậy thì mỗi một cái trạng thái khi mà show ra đó, cái nó là sao các bạn? Nó sẽ bị nó đếm bao nhiêu. Tức là nó chỉ rơi vào được một trong hai cái case này thôi. Cho nên đây sẽ là cái điều dở đó. Bây giờ mình phải tổng hợp lại của những cái việc này. Thì bây giờ làm sao tổng hợp? Tức là ví dụ như có phải CT11 á, là bạn cần lấy hai đứa này bạn cộng lại đúng không? CT11 cũng là lấy hai cái thông tin cột này cộng lại đúng không? Như vậy thì vô tình có phải nó là gì? Nó là sum không? Nguyên cái kết quả này nó ra cho mình đó là một cái bảng nè. Thì bây giờ mình cần tính sum nó lại, mình gom nó theo mã lớp, đúng chưa? Vậy thì ai có cái ý tưởng nào để gom lại nó lần nữa không? Chứ bây giờ nó đang ra vậy, tôi cần tôi gom lại lần nữa theo mã lớp và tôi tính sum. Vậy nôm na anh này nó chính là một kết quả truy vấn ấy.
Được chưa? Đó. Tôi tiến hành, tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ select mã lớp sum cái gì? Sum số lượng sinh viên nữ. Rồi lại tiếp tục gì? Sum số lượng sinh viên nam. Đúng chưa? Rồi, from từ cái gì? From từ nguyên cái này nè. À, from từ nguyên cái này. Được chưa? Đó, nguyên cái cụm này. Đó, tôi để như vậy là mọi người hình dung được là anh này là nguyên cái cụm rồi đúng không? Đó. Hoặc mọi người muốn thì tại vì mình có cái mã lớp đó, cho nên tôi lấy đó là sinh viên, để nó lấy được cái mã lớp, nó không có bao lỗi nè. Tức là mình lấy đó là gì? Sinh viên chấm mã lớp. Còn cái bảng thứ hai đó chính là cái thuộc tính thứ hai của mình đó, thì mình sẽ là gì? Là kết quả truy vấn lòng. À, không cần điều kiện, lúc này mình cần gom nhóm, tức là mình cần group by. Group by theo cái gì các bạn? Group by sinh viên chấm mã lớp. Rồi, được chưa? À, vậy anh này có trục trặc gì không? Đây là một câu truy vấn, tức là select. Rồi hết cái case này đúng không? Rồi đóng cái anh này. Đó, rồi vậy bây giờ nè, nó sẽ thắc mắc sinh viên nữ là gì? Sinh viên nam là gì? Đúng không? Từ cái bảng này như vậy bây giờ nè, cái cấp nè, tôi đặt tên tạm. Bây giờ như vậy bây giờ tôi sẽ là gì? Tổng số tạm chấm đó, thì nó lấy được thông tin, nó sẽ không báo lỗi. Tại vì nó nói tới đó nó biết không biết lấy của đứa nào. Tại vì đáng lẽ ở đây bạn phải có thêm cái điều kiện để kết hợp nữa, nhưng mà tôi khỏi, tại vì chúng nó khỏi kết hợp với nhau. Đây, SQ vô tình nó chạy ra tới như vậy, chết chùm rồi phải không? Phải cho qua đúng không? Phải có điều kiện. Như vậy điều kiện sẽ là cái gì các bạn? Điều kiện phải là cái mã lớp này bằng mã lớp kia. Thì bây giờ làm sao chứ, nếu không nó tính tổng lại hết á. Anh cho coi nè, để cho coi là cái kết quả của chạy anh này nè. Đây, nó tính tổng lại hết cho nên là 1 cộng 1 cộng 1 rồi cộng thêm hết luôn, vô luôn. Như vậy bây giờ là không được. Mình đang muốn nó tính tổng những đứa này với nhau thôi. Tức là nó ra một cái bảng rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho cái gì? Mệnh đề kết hợp đi. Qua cái gì? Sinh viên chấm mã lớp. Bằng gì? Bằng cái bảng tạm này nè, chấm mã lớp. Nó kết hợp vô. Được chưa? Rồi mình group by lại. Thì bây giờ 22 quầy vốn phải không? Đó, tính tổng. Vậy giờ sao? Nó không gom được theo mã lớp rồi. Nó không gom được theo mã lớp rồi. Hồi nãy anh này rõ ràng anh này cho ra là như 1-1 đúng không? Là coi như 1 nam 1 nữ mới đúng chứ. Giờ nó cộng lại hết, nó ra cả hai bên luôn. Bây giờ làm sao lấy riêng các bạn? Còn nếu như bây giờ ha, ai mà để riêng vậy? Đó. Được chưa? Rồi. Cái tạm gì đó đúng không? Tạm anh này đóng mặt ngay đây lại. Rồi vậy bắt buộc nữa bây giờ chạy như vậy nè. Đây sẽ lỗi. Tại sao? Nó nói ủa bây giờ kêu gom nhóm thì phải gom nhóm cho hết chứ. Tức là bây giờ phải để mấy anh này nè gom nhóm luôn. Rồi. Đó. Ư gom. Đúng không? Cũng ư gom. Như vậy nói nôm na nếu bạn làm theo cách bạn phân tích như bạn mình hồi nãy á, nó cũng về trạng thái này thôi. Ha, nó cũng về đúng trạng thái này, tức là trạng thái đi kiểm tra nè, nếu là phone thì thực hiện cái công việc gì đó. Như vậy trong trường hợp case này nó không ứng dụng tốt được trong trường hợp này, cho nên sao? Tốt nhất thôi đừng lại. Để chờ tốt nhất thôi đừng lại. Ứng dụng case trong trường hợp này là không nên. À, đó là cái ý tưởng mà để cho các bạn giải quyết á. Chứ còn nếu như mà chỉ có chạy tới cái đoạn này thôi thì nó không có gom theo lớp. Mà nó ra mỗi lớp là ra hai dòng. Được chưa? Thế là nói nôm na nếu chạy cái đoạn này thì nó ra cỏ vậy thôi. Đó, quầy vốn. Như vậy làm bằng cách này thì sao? Thôi tốt nhất là sao? Skip nó lại, đừng có để anh này. Rồi đó là trạng thái thống kê. Như vậy cái câu này thì nó sẽ đúng đắn hơn ha. Nó thống kê được, tức là trong trường hợp này thì mình xài là cái gì? Mình đi thống kê riêng đi. Mà không có dùng case, mình thống kê riêng số lượng sinh viên nam, rồi số lượng sinh viên nữ ha. Rồi xong sau đó làm sao? Mình cho ba bảng này chúng nó kết hợp với nhau. Rồi kết hợp xong thì sao? Mới bắt đầu lấy toàn bộ thông tin và mình gom nhóm nó lại thì nó sẽ phù hợp hơn. Tức là giống như mình tạo hai cái view ảo á. Cái view thứ nhất đó là tạm 1, cái view thứ hai là tạm 2, là thống kê lại số lượng sinh viên nữ của từng lớp
với lại số viên, lượng sinh viên nam của từng lớp, rồi sau đó mình mới tổng hợp lại lần nữa gom nhóm. Được chưa? Thì kết quả của nó là nó sẽ ra cho mình một cách mỹ mãn hơn đó. Đây. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Rồi, như vậy thì trong trường hợp này thì bạn bạn Đạt Lý là tên, họ tên đầy đủ là cái gì? Dạ, Lý Thành Đạt cơ. À, Lý Thành Đạt. Rồi, cộng điểm cho bạn mình ha. Rồi, Lý Thành Đạt. Đâu mất tiêu cái tên rồi, đây Lý Thành Đạt. Rồi, dấu cộng. Rồi. Rồi bây giờ tiếp. Thôi cô ơi, con còn cách khác để ra cái này. Rồi cách nào bạn cứ leo đi. Rồi nhìn trong khung chat là bạn mình nó mới đưa vô đó. Danh mục lớp chấm mã lớp. Tức là nó cho kết hợp hai bên, hai bảng. Một bảng danh mục lớp và là cái bảng sinh viên. Nó lấy danh mục lớp với lại giới tính, sau đó nó ghi khao. Trong cái select đó, nó khao thêm cái sinh viên chấm giới tính. A số lượng, nó đi đếm. From sinh viên với lại mã lớp. Group by, nó lấy theo giới tính với lại danh mục lớp. Rồi, thì nó sẽ ra cũng hơi kỳ kỳ đó. Đây, để cho coi ha. Nó cũng ra mà nó ra sẽ hơi kỳ kỳ. Cho chạy cho coi xong rồi nói là nó sẽ ra kỳ chỗ nào, nó ra kỳ y chang như mình nãy vậy đó, tức là mỗi cái nó nằm trên dòng đó. Đúng không? Tức là ví dụ như cái lớp này bao nhiêu nam, lớp này bao nhiêu nữ thì nó quay về trạng thái nó giống y chang trạng thái nãy mình dùng lồng ghép ở phía trên. Ha, thì nó cũng chưa có được tối ưu. Rồi, được chưa? Tiếp. Thống kê số đơn vị học phần còn nợ môn cho từng sinh viên. Tức là nếu mà sinh viên nó chưa học môn nào thì là chắc chắn không có cần xem xét nó có nợ học phần hay không. Nhưng nếu sinh viên đã có học rồi mà làm sao biết có học, tức là nó nằm trong cái bảng điểm học phần đó các bạn. Đúng không? Điểm học phần, điểm HB gì đó. Nếu như mà đã học rồi mà cái môn nào mà nó nhỏ hơn 5 á, thì mình tính tổng số đơn vị học phần lại. Tức là ví dụ như một cái bạn sinh viên 003, bạn học 3 môn. Nhưng mà có 2 môn á, là bạn bị dưới 5. Như vậy thì môn thứ nhất là 4 tín chỉ, môn thứ hai là 3 tín chỉ. Thì cộng lại tức là bạn này nợ đang là 7 tín chỉ. Đó, cái ý của câu này nó là như vậy. Thì trong trường hợp này mình giải quyết bằng cách nào các bạn? Cái để cô giải quyết cho nhanh nha. Ngày hôm nay định giải quyết hết cái lớp 7 mà không hết rồi. Bây giờ mình sẽ giải quyết thì sao? Đầu tiên là mình phải thống kê được cái việc là những cái môn nào mà cái sinh viên này nợ, đúng không? Nói nôm na là vậy gì? Như vậy nếu mà mình thống kê lại nó là có bao nhiêu cái mã học phần mà sinh viên này bị nợ á, thì bạn sẽ thống kê bằng kiểu gì? Bạn thống kê bằng cách bạn đi đếm thôi. Đếm trong cái bảng danh mục học phần, đúng không? Có bao nhiêu điều kiện, tức là qua nó sẽ là cái gì? Điểm học phần mà nhỏ hơn 5. Phải chưa? Là được, tức là bạn đi bằng đếm thôi. Nhưng vấn đề là lúc đó bạn đi đếm mã học phần, tức là bạn biết bao nhiêu môn mà sinh viên đó nó rớt. Dĩ nhiên đó là bạn phải làm sao, bạn group by thêm cái mã sinh viên vô nữa. Nói nôm na tức là nếu bạn thống kê coi sinh viên này rớt bao nhiêu môn á, thì bạn sẽ là như vậy. Tức là select, viết anh Hoa hết cho nó dễ nhìn ha, cho nó to to lên xíu bạn dễ nhìn. Sinh viên chấm cái gì các bạn? Chấm mã sinh viên, đúng không? Tại vì mình sẽ gom nhóm nó lại đó. Chứ nếu bạn lấy trên chính có mỗi cái bảng đó là cái gì? Bảng điểm một phần không á, thì nó không có gom nhóm được đâu. Anh không có gom nhóm được. Còn nếu bạn muốn luôn thì gom cũng được, nhưng mà xíu nó không có kế thừa được nhiều thôi. Đó là ví dụ như bạn muốn lấy từ mỗi cái bảng điểm một phần thôi, tức là bạn sẽ select nè mã sinh viên. Rồi bạn lấy thêm cái gì nữa? Bạn đi đếm coi sao mã học phần. À, coi là nó rớt bao nhiêu môn đó. Như vậy thì from là từ điểm học phần, đúng không? Qua điều kiện là gì? Là điểm học phần này
mà nó nhỏ hơn năm, xin lỗi nha, để tôi coi lại tên thuộc tính để tôi quên nha. Ở bên điểm học phần là điểm HB đúng không? Rồi điểm của nó sẽ là cái gì? À, điểm HB luôn. Rồi, vậy anh này là điểm học phần nhỏ hơn năm. Nhưng mà mình sẽ tiến hành mình group by theo mã sinh viên. À, bây giờ ý của mình là mình coi vậy thì mình coi thử bên bảng điểm học phần này coi thông tin nó làm sao. Rồi coi dữ liệu nó trước ha. Rồi ví dụ đi, bạn 002 này là coi như bạn nợ một môn nè. 003 nè, đây là khu vực 003 học nè, thì bạn này nợ một môn. 004 á, thì bạn này nợ hai môn, đúng không? Đó mình biết một vài bạn vậy được rồi, để mình coi kết quả thôi. Rồi bây giờ thống kê SQ. 002 nợ 1, 003 nợ 1, 004 nợ 2, 006 nợ 1 gì đó, vân vân. Đúng chưa? Rồi 005 thì tại vì sao? Nó không có nợ môn nào hết. À, nó không có nợ môn nào hết, cho nên là nó không có liệt kê. À, ý định của nó là như vậy nha. Rồi với anh này coi như là mình thống kê được số lượng môn mà bạn này rớt. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái môn này nè, nó bao nhiêu học phần là mình phải tính tổng lại. Như vậy thì sao? Bạn sẽ cần phải kết hợp thêm cái bảng là bảng danh mục học phần nữa, đúng không? Thì mới đủ. Như vậy khi đó thì sao các bạn? À, bạn lấy thông tin đó là bạn đi tính tổng số lượng đơn vị học phần, đúng không? Số đơn vị học trình, đúng không? Tức là cái tên của nó đó. A cho cái tên cột đi, tổng đơn vị học trình nợ ha. Đó tôi biết vậy. Từ cái bảng này mà kết hợp inner zone với lại bảng gì các bạn, danh mục học phần, đúng không? On điều kiện là gì? Điểm học phần chấm mã học phần bằng danh mục học phần. Tức là tôi đang hơi để ngược đó ha, có ngoại bằng khóa chính đó. Rồi mã học phần. Rồi qua cái điểm môn này nhỏ năm. Được chưa? Rồi SQ. Bây giờ đồng chí này nãy nợ một môn đúng không? Coi thử coi. Đồng chí này nợ một môn, môn đó là môn 003. Mà môn 003, môn 003 bên danh mục học phần nó bao nhiêu tín chỉ? Môn 003 bên danh mục học phần nó là 4 tín chỉ. Như vậy là kết quả bài này đúng nè. Đúng chưa? Bạn 003 hồi nãy mình nói 004 nó nợ nhiều môn hơn đó. 004 thì nó nợ hai môn là 001 với 003. Đúng chưa? Mà 001 thì nó là 4 tín chỉ, 003 4, như vậy 4 cộng 4 nó ra 8. Như vậy kết quả của mình phù hợp. Như vậy đây là thống kê số đơn vị học trình còn nợ môn của từng sinh viên. Được chưa? Nhưng với điều kiện là điểm nó nhỏ hơn 5. Nhưng mà như vậy là coi như sinh viên nào mà không có nợ á là nó không có liệt kê ra. Phải chưa? Rồi như vậy là cơ bản ha. Cơ bản là mình xong được các phần những câu đầu tiên này. Hồi nãy mình nói tới cái câu số 5, tức là tới câu nào nữa? À, tìm sinh viên nào có điểm tích lũy cao nhất ở học kỳ 1. Câu L. Rồi có ai làm câu L không? Ủa, hình như từ tôi làm thiếu câu đúng không? À, có điểm tích lũy nhỏ hơn 5 nữa. Cho biết mã sinh viên, tên sinh viên nào có điểm tích lũy nhỏ hơn 5. Như vậy tính cái điểm tích lũy đúng không? Hồi nãy tính điểm tích lũy rồi. Như vậy thì bê cái điểm tích lũy đó vô. Đâu cái điểm tích lũy nãy cô sửa đó, ở phía trên đó. Cho thêm cái điều kiện đúng không? Đây. Em gửi cho nhóm cô. À, điểm tích lũy nhỏ hơn 5 thêm điều kiện thôi, que đúng không? Thì bây giờ nó muốn thống kê cái gì? Nó muốn thống kê mã sinh viên, tên sinh viên. Thì như vậy thì thêm cái gì nữa các bạn? Kết hợp thêm với bảng sinh viên nữa, phải không? Là đủ. Như vậy thì cơ bản lấy câu này sửa ra. Nha, lấy câu này sửa ra. Thì bạn mình đâu, bạn mình nó để vô cái gì đó. Must điểm tích lũy. Không, đang nói cái câu về điểm của những bạn nào nhỏ hơn 5 cơ. Rồi, còn cái câu của bạn là bạn đang nêu cái câu ngay phía dưới đúng không? Tức là tìm sinh viên nào có điểm cao nhất đúng không? Của học kỳ 1 đúng không? Thì đang không thấy học kỳ 1. Không thấy có điều kiện học kỳ 1 bạn. À, cho biết mà. Có cô, còn câu điểm tích nè. Còn câu điểm tích lũy là đây cô. Điểm tích lũy cao nhất ở học kỳ 1 mà, câu L. Còn câu K nãy cô mới vừa nói xong thì lấy. Câu K em mới gửi. Không, câu K xong rồi, câu K tôi nói xong rồi. Còn bây giờ câu L. Câu L nữa cô. Bạn gửi nhiều quá như vậy, nhìn có ai biết ai đâu.
đứa nào mạnh đứa nào nó thảy vô vậy, rồi tôi biết đứa nào, thôi khỏi sửa, nó thảy vô như vậy rồi biết đứa nào nó đang nói đứa nào. Bây giờ cứ coi của bạn kế nhất thôi nha, bạn cuối nhất thôi, còn mấy bạn trên thảy lung tung quá, đâu có đủ thời gian đâu coi hết. Câu số 1, thôi xin lỗi, câu L là của bạn Đỗ Liên Hưng thôi. Ủa xin lỗi, phía dưới có Hải Hồ nữa hả? Ủa vậy là bây giờ ai thảy vô? Đang nói bạn mình nó đang thảy, cái mảnh đó nào nó thảy vậy, khỏi sửa nha. Hỏi đó nào được cộng điểm luôn, cho tiện. Cái mảnh ai nó thảy vô vậy? Rồi bây giờ khỏi sửa, ghét rồi, không sửa, tự sửa trong đây luôn, không có cho xung phong, thảy tùm lum quá. Rồi bây giờ tiếp tục phía dưới đi ha. Rồi vậy cái này thì nói rồi ha, lấy cái kia sửa xuống. Tìm sinh viên nào có điểm tích lũy cao nhất ở học kỳ 1. Như vậy thì điểm tích lũy á, thì mình tìm được rồi, phải chưa? Bây giờ thì bạn lấy cái thông tin điểm tích lũy đó, bạn sao? Bạn giống như là bạn cho cái phần hồi nãy bạn tính được điểm tích lũy đó, bạn cho ra một cái bảng giống như nó là một cái view đi. Thì bây giờ bạn tìm max của nó một lần nữa, đúng chưa? Bạn tìm max của nó một lần nữa, tức là nói nôm na hồi nãy á, nếu mà mình đi mình tính điểm tích lũy của tất cả từng sinh viên thì là mình là cái thông tin này. Rồi đâu rồi điểm tích lũy đây, thì bạn ra một cái bảng đúng không? Đây đây kìa, tôi copy nhầm rồi, copy lại ha, copy đi xuống dưới đây bát lại đi. Cao nhất ở học kỳ 1. Rồi bây giờ nhạc đây, tôi thêm điều kiện qua học kỳ đúng không, phải bằng 1 đúng không? Danh mục học phần là nó có luôn học kỳ không? Danh mục học phần nè, nó có học kỳ nè, cho nên là tôi sẽ lấy điều kiện đó là tôi chỉ tính trong học kỳ 1 thôi. Rồi bây giờ tôi cho SQ nè, thì đây, thì vô tình đó là mấy cái môn của mấy bạn này học nó rơi vào học kỳ 1 hết trơn à, nên nó giống. Bây giờ nãy ra một cái bảng rồi đúng không? Bây giờ tôi cần tìm bạn mà có điểm tích lũy cao nhất, như vậy có phải là giống như tôi cũng lấy cái giá trị này mà tôi tìm cái giá trị lớn nhất không? Đúng chưa? Như vậy thì sao? Nếu mà bạn lấy cái anh này mà bạn đi tích lũy bằng tính tiếp á, thì nó cũng được. Tức là mình lấy cái bảng kết quả này nó làm cái view rồi đó, giống như cái table. Vậy tôi ace đi, giống như truy vấn lòng vậy đó các bạn, đúng chưa? Nó lòng cho mình đề from thôi. Vậy anh này sẽ là gì? Nếu mà nguyên cái cụm này thì tôi sẽ tiến hành tôi select mã sinh viên max của cái gì, một cái giá trị tạm nào đó, tức là t chấm cái gì, t chấm điểm tích lũy. Tại vì ở dưới lúc mà mình đi tính này nè, mình đã đặt tên cho cái cột này rồi, from từ bảng sinh viên phải. Đây là cái bảng thứ hai nè, đó là cái câu truy vấn lòng của tôi. Tôi sẽ đặt tên cho nguyên cái kết quả truy vấn lòng này á, nó là một cái giá trị AST, tức là tên của cái cột thôi. Và ở đây tôi sẽ nói là tôi lấy từ cái thằng sinh viên chấm mã sinh viên AST. Rồi đó. Rồi vậy đây SQ. Rồi đây nó sẽ báo nè, những cái giá trị này phải nằm trong mệnh đề group by. Thì mình muốn group by thì tôi group by, đúng không? Tức là nó nói tại vì đi kèm với lại cái thằng hàm kết hợp á, cho nên là phải đưa cái anh đó đi vô đây để group by mã sinh viên. Và bây giờ mình coi trước thông tin hồi nãy trước đi, rồi mình coi mình thấy đứa nào điểm cao nhất. Thì điểm cao nhất là cái bạn mã 005 8.444 gì nào, phải không? 8 chấm mấy đó. Rồi vậy bây giờ SQ thì đây, nó ra quá trời luôn, nó ra mã sinh viên mà có 8.444 này nè. Như vậy là thấy quầy vốn rồi phải không? Tại vì tức là chỉ lấy các bạn sinh viên nào mà có cái giá trị điểm này là cao nhất thôi. Như vậy bây giờ có vẻ là nó chưa phù hợp. Thì bây giờ phải làm sao các bạn? Lấy từ cái bảng này mà phải có sự kết hợp. Tức là cho hai thông tin bảng này thì bạn đặt tại mệnh đề qua đi. Tức là bạn cho sinh viên này chấm mã sinh viên, các bạn gì t chấm mã sinh viên, tức là phải cho kết bằng lại
Hay là phải cho các bạn, chứ nếu không là chúng nó vô tình giống như thực hiện cách cấp tự nhiên thôi, là tính tích đề cast thôi đó. Thì bây giờ cái nó ra như vậy đó, hai anh này nó ra như vậy rồi, giờ làm sao để tôi đi tìm được cái giá trị max của thằng này? Bạn Hải Hồ thì bạn coi như bạn chỉ mới lấy được có cái giá trị điểm lớn nhất thôi, bạn đâu có lấy được cái mã số sinh viên của bạn đó đâu. Người ta đang yêu cầu tìm sinh viên chứ người ta không có kêu là điểm tích lũy cao nhất học kỳ 1 là bao nhiêu. Dạ, em mới thêm vô cô xem được không cô? Em mới rồi. Thêm rồi, em gửi mới bạn, cô. Bạn thải vô đi. Thải vô thôi, đồng chí khác đừng thải nữa nha. Đồng chí thải vô khác, đồng chí thải vô nữa tôi nhìn không ra luôn. Select sinh viên sao? Rồi, from lấy từ nguyên các bạn đó, tức là chỉ lấy có một bảng thôi phải không, chứ không có lấy thằng sinh viên kết hợp nữa phải không? Dạ, yeah. Nhưng mà nó ra đúng à, có thể vô đây nhìn giống như cái ma trận á à, tại code nó cái vô trong màn nó dài quá cái show màn hình đi cho nó dễ. Dạ yeah. Ừ, show màn hình nó dễ nhìn hơn chứ bên đây nhìn vô không nhìn nó dài thòn à. Dạ cô đợi em xem màn hình. Đúng rồi, Liên Hưng nó có một cái cách đó, nó nói sắp giảm dần, ưu tiên lấy top 1. Đúng rồi, cũng là một cách. Có nhiều cách lắm, một là sử dụng hàm kết hợp, hai sắp nguyên cái bảng này theo thứ tự giảm dần, tức là order by, phải không? Xong rồi lấy top 1, cũng là một cách. Đó ha, rất nhiều cách làm các bạn. Dạ, đây cô. Rồi, đâu zoom to to lên em ơi, nhỏ quá, không có thấy. Select sinh viên sao? À, rồi cái bảng tạm đó chấm điểm tích lũy from a điểm tích lũy from, nói chung là cái câu truy vấn của bạn, xong rồi sau đó bạn sẽ lấy nó bạn zone với lại bạn sinh viên, rồi điều kiện là điểm tích lũy này nó phải thuộc trong thành phần max. Ôi sao làm rắc rối vậy, rắc rối quá, được nhưng mà rắc rối quá, tự làm phức tạp vấn đề lên rồi. Nhưng ra được ờ, nhưng mà rắc rối quá, đứa khác nó nhìn vô thấy mệt lắm. Liên Hưng, cái cách của em sao? Cái cách của em hay hơn đó, sắp giảm dần, tức là lấy cái bảng tạm này, cái bảng T này sắp giảm dần rồi lấy top 1. Cách đó hay hơn, đâu show thử xem. Ủa Hưng nó đâu rồi? Show được không Hưng? Ủa nó đâu rồi? Và nó bảo xong rồi nó đi đâu mất tiêu rồi. Ờ à, vậy thôi. Không thấy nó nói. Như vậy rồi, vậy nếu như trong trường hợp này, nếu mà chỉ cần sắp cái bảng này giảm dần thôi thì mình không có cần phải thể hiện truy vấn lòng gì đúng không? Thấy ghê gớm quá. Vậy tới đây thôi, group by mã sinh viên. Rồi sau đó sắp xếp tức là gì? Order by đúng không? Order by cái gì? Order by cái điểm tích lũy đúng không? Rồi. Thì nếu tới đây nè, SQ thì nó sắp chỗ này là tăng dần, muốn giảm dần là gì? DSC SQ. Rồi, như vậy đang giảm dần. Giờ lấy top 1. Giờ lấy top 1 lấy làm sao? Lấy top 1 lấy làm sao? Tìm ra cách top 1 chưa? Chỉ cần nói là lấy top 1 của cái nào đó thôi. Tức là ví dụ như cái bảng này đang là cái cột điểm tích lũy đúng không? Thì tức là các bạn chỉ ghi thêm cái chữ top 1 đi. Top 1 của cái anh này. Rồi, để vậy á, nó sẽ báo lỗi, nó sẽ la làng. Tại vì anh này á, nó không phải là tên của một cái bảng. Hình dung cơ bản nó là vậy. Rồi vậy bây giờ buộc lòng nó giống y chang như phải sao các bạn? Nếu mà lấy top 1 á, thì đi kèm với lại thông tin gì thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Cho nên bây giờ thay vì là phải viết ra một cách rất là hoành tráng thì bạn nói là bạn lấy top 1 từ cái thằng nào đi à, thì nó sẽ dễ hình dung. Tức là ví dụ như bây giờ tôi chỉnh sửa, tôi điều chỉnh lại xíu ha. Rồi, anh này tôi vẫn giữ nguyên. Để cho tới là cái quá trình này chỉ mới là gì? Đi sắp xếp tính được điểm tích lũy và sắp giảm dần thôi.
Rồi sau khi mà tiến hành sắp giảm dần này rồi, nó cũng là một cách, được chưa? Bây giờ mình đã có được điều kiện học kỳ 1 rồi ha, mình cũng đã gom nhóm được nó rồi. Nhưng mà mọi người lưu ý là mọi người lấy, đừng có lấy cái thông tin top 1 của mình cái thằng sum. Thì đúng là biết đó là cần phải tính sum xong rồi tìm top 1. Nhưng mà bạn, tức là bạn lấy nè, top 1 bên cái mã sinh viên. À, tức là lấy cái đứa đầu tiên, lấy hàng thứ nhất bên mã sinh viên. Nha. Rồi, đây. Cô ơi, cô chưa mở màn hình. Cô chưa mở màn hình. Ủa đâu, tôi vẫn chiếu mà. À, hiểu rồi. Hồi nãy các bạn không có chịu đốt cái màn hình của cô lại, đúng không? Bạn chưa có chịu đốt cái màn hình của cô lại. Rồi, đây nè. Đừng có để cái top 1 ở bên cái sum này nha, mà lấy cái top 1 ở bên cái thằng mã sinh viên á. Tức là nếu mà không có top 1 thì nó sẽ liệt kê theo mã sinh viên, rồi theo điểm cái bên mà đã có sắp giảm dần. Thì bây giờ mình lấy top 1, tức là mình nói mình lấy cái thông tin hàng đầu tiên của cái thằng mã sinh viên này. Như vậy thì tự động kết quả làm sao? Nó trả ra cho mình. Đó. Được chưa? Thì nó gọn hơn rất là nhiều, thay vì phải suy nghĩ đó là lồng ghép gì cho nó phức tạp. Như vậy tiếp tục nè, anh này tìm hai sinh viên có điểm tích lũy cao nhất thì sao các bạn? Đi vận dụng thì lấy top 2 thôi phải không? Điểm cao nhất như vậy thì sao? Lúc này sum không có điều kiện, tại vì nó có điểm tích lũy, tức là điểm tổng hợp luôn. À, điểm tổng hợp mà lúc này lấy top mấy? Lấy top 2. Rồi, đây hai đứa điểm cao nhất. Rồi, như vậy đó là cái cách để mình giải quyết. Mình giải quyết xong được 5 cái câu nãy giờ nói rồi đúng không? Tới được câu M. Còn lại N1, 2, 3, 4, 5, 5 câu kia. Vậy là phải tuần sau giải quyết tiếp rồi. Hôm nay chưa xong được bài này. Rồi, như vậy là coi như mình cơ bản giải quyết được các cái trạng thái của cái việc truy vấn lòng. Tính toán sử dụng hàm kết hợp, tính toán tạo ra một cái view. Rồi từ trên cái view đó mình tiếp tục mình lấy thông tin khác. Rồi, vậy có ai thắc mắc gì đối với những cái câu nãy giờ sửa không? Như hôm nay sửa được có tổng cộng có 8-9 câu truy vấn rồi. Còn lại mấy câu kia thì tuần sau lại phải tiếp tục rồi. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Có được cộng không cô? Ừ. Dạ, có được cộng điểm không cô? À, cái đồng chí này cái cấp dài thòn á hả? Tên gì quên mất tiêu rồi. Dạ, Hồ Viết Nam Hải cô. Ủa là nãy cái mail của cái tên mail của em là cái gì? Hải Hồ á hả? Đúng không? Dạ, Hồ Viết Nam Hải cô. Tên Hồ Viết Nam Hải. Rồi từ từ. Đây, rồi để cộng. Rồi sẵn tiện điểm danh luôn. Ra điểm danh luôn, chờ tí. Rồi điểm danh ai có nó có giùm nha. Alin. Dạ có em cô. Kiều Anh. Bạn này nãy xin nghỉ sớm hả? Phải không? Thấy nó chết trong group á, phải không? Dạ đúng rồi cô. Rồi. Lê Tuấn Anh. Dạ có cô. Phạm Tuấn Anh. Dạ, có. Trương Tiến Anh. Vắng đúng không? Thái Bảo. Dạ có. Đặng Tuấn Trương. Vắng. Trương Văn Công. Dạ có. Lỗ Trịnh Mỹ Duyên. Vắng. Nguyễn Hải Dương. Dạ có. Trần Đại Dương. Trần Đại Dương vắng. Lý Thành Đạt. Dạ có. Đặng Công Định. Dạ có. Ngô Ngọc Giào vắng. Hồ Viết Nam Hải. Dạ có. Lại Quang Hải. Dạ có. Nguyễn Trung Hiền. Dạ có. Nguyễn Hữu Huân vắng. Đỗ Liên Hưng. Dạ có. Võ Minh Khôi vắng. Nguyễn Bình Minh. Dạ có. Phan Mạnh Phú. Có. Ngô Thanh Phúc vắng. Khổng My Phượng vắng. Bùi Công Quang. Dạ có. Có. Lê Anh Quân. Dạ có. Trần Đoàn Quy. Dạ có. Phạm Mạnh Quỳnh. Có. Phùng Đắc Hải Sơn. Dạ có. Đinh Nhật Tân. Dạ có. Phạm Nhật Tân. Dạ có. Phan Hoàng Nhật Tân vắng. Nguyễn Ký Thanh. Dạ có.
Bùi Mạnh Thành. Dạ có. Trần Minh Thiện. Dạ có. Nguyễn Lê Quốc Thịnh. Dạ có. Ngụy Đoan Toàn. Dạ có. Dương Văn Trí. Có. Lê Đức Trí. Vắng. Nguyễn Trọng Trí. Vắng. Lê Quang Trường. Có con. Rồi, về tập làm trước những cái câu còn lại đi. Đồng thời cô cũng có upload cái bài thực hành lab số 8 rồi đó. Tức là mình cũng còn làm bên SQL ha, SQL truy vấn. Mình làm chuẩn bị để cho tuần sau. Rồi, còn gì thắc mắc không? Nếu không thì thôi mình nghỉ. Dạ cô ơi, hồi nãy em đồng quy có cô, tại em nãy em hơi lắc. Tên gì bạn? Dạ. Dạ Đoàn Quy. Từ từ nha, chờ xíu mở lại cái file nha, lỡ đóng cái file điểm danh mục tiêu rồi. Cái gì Đoàn Quy? Dạ Trần Đoàn Quy đó cô. Trần Đoàn Quy rồi. Dạ rồi, em cảm ơn cô. Ủa nãy là bạn nói có, nghe rồi mà, thấy có rồi mà. Rồi, vậy thôi, nghỉ ha. Rồi tuần sau tiếp tục. Rồi, chào các bạn. Dạ, em chào cô.